Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Điểm hòa vốn quyết định sinh mệnh của VinFast. Vào ngày 15 tháng 8 hôm nay là ngày mà VinFast lên sàn chứng khoán của Mỹ. Đây là công ty Việt Nam đầu tiên làm được điều này. Nhưng hiện nay thì VinFast đang lỗ, và điều đáng nói là lỗ mỗi ngày một tăng. Vào năm 2021 lỗ 1,3 tỷ đô la, năm 2022 lỗ lên 2,1 tỷ đô la, trong 3 tháng đầu năm 2023 lỗ lên 600 triệu đô la Mỹ, nghĩa là cái lò đốt tiền của VinFast như một cơn cháy rừng, cháy ngày càng lan rộng. Định giá VinFast. Việc một công ty khởi nghiệp bị lỗ trong thời gian đầu là việc dễ hiểu, bởi họ đầu tư nhà xưởng, thuê nhân lực, vân vân, tất cả đều phải tốn nhiều tiền. Trong lúc hàng hóa thì chưa bán được nhiều, nguồn thu chưa có. Tuy nhiên, dù lỗ cỡ nào thì cũng phải là doanh nghiệp được thị trường đón nhận. Khi đó, điểm hòa vốn mới xuất hiện và từ đó công ty mới phát triển dần. Công ty Tesla cũng đốt tiền giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên, điểm khác giữa Tesla và VinFast là xe Tesla từ khi mới ra đời đã được thị trường đón nhận. Đó là một tín hiệu để công ty khởi nghiệp thấy được đích đến. Miễn sao kiên trì sẽ có ngày huy hoàng. Ông Phạm Nhật Vượng thuê những doanh nghiệp tên tuổi để đánh giá về giá trị của công ty VinFast và họ đã định giá trị doanh nghiệp này sau khi IPO lên tới 27 tỷ đô la Mỹ, sau khi trừ đi các khoản lỗ 4 tỷ thì giá trị công ty còn 23 tỷ. Việc đánh giá này dựa vào những dữ kiện chủ quan thuộc về tương lai nếu VinFast thuyết phục được thị trường chấp nhận sản phẩm của mình. Điểm hòa vốn hiện ra trước mắt thì giá cổ phiếu của VinFast có thể tăng theo thời gian, nếu không thì sau đó giá cổ phiếu sẽ lại giảm xuống rất nhanh. Việc lô hàng đầu tiên xuất sang Mỹ đã bị lỗi, và sau đó là liên tục bị những tờ báo của Mỹ chê xe VinFast là một cản trở rất lớn trên con đường xây dựng thương hiệu. Điều đáng nói là dịch vụ hậu mãi của VinFast vẫn như là một con số 0. Nếu khách hàng mua VinFast mà có trục trặc kỹ thuật thì họ tìm đâu ra nơi để mà sửa chữa đây. Nếu không thay đổi thì rất khó để VinFast được tín nhiệm tại Mỹ. Giá cổ phiếu thì phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Có người cho rằng VinFast là công ty khởi nghiệp có ưu thế hơn rất nhiều công ty khởi nghiệp khác. Nó được Vingroup hậu thuẫn bằng nguồn tiền khủng thu được từ kinh doanh đất đai bao nhiêu năm qua. Năm nay, chính ông Phạm Nhật Vượng cũng đã hứa trích ra 1 tỷ đô la trong khối tài sản của ông để tặng cho VinFast, và Vinhome cũng sẽ hỗ trợ cho VinFast đến 2,5 tỷ đô la Mỹ để mà bổ sung vào nguồn vốn cho VinFast. Nhưng những hỗ trợ này cũng chỉ đảm bảo cho VinFast kéo dài thời gian tồn tại, chứ không thể giúp VinFast hòa vốn cho được. Việc hòa vốn liên quan đến sự chấp nhận của thị trường đối với xe VinFast. Chuyện dự đoán giá trị vốn hóa của VinFast cũng chỉ là dự đoán, và bây giờ mọi cái đã rõ ràng. Tuy nhiên, thực tế thì số lượng lỗ không có cua rất nhiều, và chỉ khi nào thò tay bắt được mới biết là cua có cua hay không. Việc định giá xe VinFast cũng tương tự, người ta đưa ra một giả định về thị phần mà VinFast sẽ chiếm được, và từ đó tính ra giá trị. Cách tính này rất vô chừng và thường không chính xác, bởi nó không phải là những giá trị thật trước mắt. Mục tiêu đầy tham vọng của VinFast, chờ kiểm chứng xem sao. Sau khi VinFast IPO thì vẫn còn phải chờ mới biết được giá trị vốn hóa, bởi sau những ồn ào ban đầu thì vốn hóa được tính dựa trên giá trị cổ phiếu thật, và đó mới là giá trị thật của VinFast. Thị trường ô tô điện của Mỹ rất rộng lớn và là thị trường có thể nuôi sống rất nhiều đại gia ngành ô tô trên thế giới. Tuy nhiên, đây được xem là thị trường khó tính, chứ không dễ dãi như thị trường tại Việt Nam. Hiện nay, xe Trung Quốc vẫn chưa thể bám rễ trên thị trường Mỹ, bởi chất lượng xe Trung Quốc vẫn còn khoảng cách lớn với các hãng xe khác, và người dân rất nghi ngại khi sử dụng những hãng xe này. Mới đây, VinFast đã bị lộ về việc treo đầu dê bán thịt chó, sản phẩm quảng cáo do Tây thiết kế, nhưng thực chất lại là của Tàu. Thì rõ ràng, đấy là bất lợi rất lớn đối với VinFast khi ra sân chơi trên thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Điểm hòa vốn quyết định sinh mệnh của VinFast. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin làm án khống sợ bị lộ rồi chạy án từ địa phương tới trung ương,
để mà đổ tội cho bị cáo. Làm án khống rồi sau đó lại chạy án để tòa án và viện kiểm sát ép bị cáo là cách làm đáng tởm của công an Việt Nam hiện nay. Một nguồn tin từ bên trong cho chúng tôi biết như thế. Lâu nay người ta hay nghĩ việc chạy án là chỉ có chạy án để mà giảm nhẹ tội cho mình hay kẻ thù của bị chạy án để làm nặng tội thêm cho bị can. Tuy nhiên đấy chỉ là một bề nổi, sự thật bên trong còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cách làm án khống của Công an Long An. Hiện nay đã có nội dung cho chúng tôi biết rằng Công an của Đảng Cộng sản Việt Nam làm án rất tùy tiện, chỉ cốt để hoàn thành nhiệm vụ, để lập thành tích bất kể có oan sai hay không. Đến khi sự việc có nguy cơ bị lộ thì họ lại đi trước một bước, họ dùng tiền để chạy cho tòa án và viện kiểm sát để đổ tội cho bị cáo dù hồ sơ điều tra có nhiều lỗ hổng. Đây là cách khỏa lấp tội ác của công an điều tra, và đây cũng là lý do tại sao lại có nhiều án oan trong ngành tư pháp của Việt Nam từ trung ương cho tới tận địa phương. Vụ án Hồ Duy Hải là kiểu mẫu về trường hợp này. Bộ máy tố tụng của chính quyền Cộng sản từ địa phương cho đến trung ương đều toa dập với nhau cùng một bài ca, mặc dù chứng cớ ngụy tạo đã rõ mười mười. Bắt đầu là công an tỉnh Long An thực hiện công tác điều tra. Chính những người làm công tác điều tra này đã cố ý bóp méo hồ sơ vụ án, ngụy tạo chứng cứ mua ở chợ mang về. Đây được xem là trường hợp làm án khống, tức là chụp mũ là bị can có tội, trong khi những bằng chứng không chứng minh được điều đó. Việc làm án khống có nhiều nguyên nhân, có thể do nghiệp vụ kém cỏi, có thể do bị mua chuộc bởi những hung thủ hoặc là những người đã mua nhằm trốn tội. Thông thường, những cách làm án đấy sẽ bị ém chìm xuống và tòa án sẽ kết án oan cho bị cáo, quẳng vào tù. Thậm chí có người sẽ bị tử hình oan. Tuy nhiên, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, hiện tượng làm án khống rồi cũng có ngày lòi ra mặt chuột. Như vụ án Hồ Duy Hải, cả mạng xã hội và báo chí vào cuộc làm bung bét mọi thứ, khiến cho những trò làm án khống bị phơi bày ra trước bản dân thiên hạ. Để khỏa lấp điều này, bọn làm án khống sẽ bỏ tiền ra để chạy trọt, để tòa án và viện kiểm sát dứt khoát phải đè bẹp sự phản kháng của bị cáo. Ông này xét xử Hồ Duy Hải không phải để bảo vệ công lý mà để bảo vệ nhóm làm án khống. Nhóm này được cho là đã chạy đến ông ta. Trong một đường dây chạy án, luật sư chính là cỏ chạy án. Trong vụ án Hồ Duy Hải, bị cáo này đã trải qua nhiều luật sư bào chữa, trong đó có luật sư nhận bào chữa, nhưng trong quá trình điều tra và trong phiên sơ thẩm lại có dấu hiệu cấu kết với công an Long An làm án khống để ép Hồ Duy Hải vào tội chết. Ngoài luật sư thì có ba cơ quan tố tụng đều biết nhau, bọn họ dễ dàng trao tiền chạy án cho nhau để lái vụ án theo ý muốn của họ. Vụ án Hồ Duy Hải đã sai ngay từ đầu, tuy nhiên nếu để tòa phán quyết là không đủ cơ sở để kết tội Hồ Duy Hải thì điều đó đồng nghĩa với việc công an Long An làm án khống. Cho nên lỡ phóng lao thì phải theo lao. Công an Long An đã nhét tiền cho tòa án và viện kiểm sát trong hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm. Sau hai phiên này, vụ án vẫn bị mạng xã hội phản đối. Cuối cùng, vụ án được đưa lên cấp cao nhất, tức là giám đốc thẩm. Nếu giám đốc thẩm mà xác định không đủ cơ sở để kết tội Hồ Duy Hải, thì những kẻ làm án khống và kết tội oan có thể mất chức, thậm chí có nguy cơ bị truy tố. Và vì thế là nhóm đã ép Hồ Duy Hải vào con đường chết trong hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm lại tiếp tục chạy án lên cấp giám đốc thẩm. Và đó là lý do tại sao cả bộ máy chính quyền quyết ép chết Hồ Duy Hải. Nguyễn Văn Trưởng cũng là nạn nhân của nhóm làm án khống. Trường hợp Nguyễn Văn Trưởng cũng tương tự như Hồ Duy Hải vậy. Vụ án này bị Dương Tự Trọng và Đỗ Hữu Ca làm án khống, và từ đó cả tòa án và viện kiểm sát cùng cấp tòa dập theo mà ép Nguyễn Văn Trưởng. Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải chỉ là những trường hợp mà xã hội đã biết đến. Còn rất nhiều trường hợp khác, nạn nhân bị oan, thậm chí ép đến chết, nhưng không có cách nào để mà kêu cả. Sau đó thì bị hành hình, và thế là vụ án kết thúc, chìm xuống. Cái đáng sợ của bộ máy tố tụng Cộng sản, nó là như thế. Công lý thì vắng bóng, oan sai, tràn lan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp với bản tin làm ăn khống, sợ lộ, rồi chạy án từ địa phương đến trung ương để mà đổ tội cho bị cáo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de